Ít con động con bà đấy nó gọi ra làm gì á? Em biết. Đây đi, chị hẹn đây mà sao lại đi này? Vừa đóng pin về đang về nhà trước nhưng mà cái này tự gọi ra đây làm gì? Đúng rồi. À, được. Gió bao trướng nhá. Sao chị về ở đoạn này vậy? Gió cái chỗ này nó chỗ nọ ra đây đang gì mà nhỉ? Ghê lắm anh bố. Giả mộ này, kinh của bà ai được cho kinh khủng luôn. Mộ là mộ đấy. Đứng ra đây. Trời đất ơi, chị họ đâu rồi? Trời ơi, đây toàn mộ rõ rồi nhỉ? Toàn mộ quấy kinh ấy. Con bà dê này vớ vẩn thật đấy, đừng gọi ra ngoài này xong bắt đứng ở đây. Ừ. Trời ảo thật đấy. Lâu vậy không biết làm gì mà lâu kinh. Cục thật đấy. Ôi anh Tổ này, chẳng nào cái gì, anh Tổ ơi. Thằng Sáu nó ở trong kia nó cứ múa xong đi làm gì. Sáu á. Sáu làm sao? Ừ. Sao Sáu lại chưa thấy á. Nó ở trong cái mộ trong kia kìa. Hả? Thế là Sáu về trước rồi cơ mà. Không, nó đi vào xong nó rẽ vào đây, thế là tôi đi theo. Xong cứ múa trong cái mộ kìa. Cái này nó vào cái mộ, nó muốn làm gì? Ôi, ai mà biết được nó. Mày đùa đấy à? Không. Hả? Nó đi vào cái chỗ mộ, này, tàn mộ nó muốn làm gì? Đúng rồi. Không biết. Hình như là nó lần trước nó vào cái mà nhà ma đúng không? Cái ma nhập. Thôi, chị đừng nói thế. Chị đó, đâu, 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 nó đang đi vào đến giờ đi về đi ăn cơm ăn uống mới xuống nghỉ ngơi. Ui. Ở đâu chị? Đâu? Cứ đi thì mới thấy được á. Đi tịt lòng tê. Thấy cái gì mà thấy? Ui, đây có cái mộ đây phải không? Mộ hả? Nó cứ mộ đấy thôi. Vào. Đi, cứ đi là thấy. Ui, kia thôi. Thấy nó chưa? Có đúng không? Đúng là nó chưa? Ôi thằng Sáu, nó đang đứng ngoài này làm gì? Đấy, nó chưa, nó cứ múa. Ôi, đừng trước đấy mày. Ôi, đứng chỗ khác đi. Ừ. Ôi, cái chỗ này là kinh mày. À, cái chỗ này là cái chỗ mẹ là nó trèo lên chỗ người ta đấy. Má anh đối này. Ôi, xin người ta chứ. Ôi, không sao đâu. Ôi, không. Cái này nó sao? Đi. Đi. Kinh lắm. Ôi, không đi trước đâu, mẹ đi trước đi. Không. Cái gì đó mà không dám đi trước. Chị đi giữa được không? Nó lại đứng lên nó múa làm gì nhỉ? Đó người à. Kinh lắm. Thôi. Đâu rồi? Ôi, nó đâu rồi? Ôi, đâu không thấy đâu, sang đây đi. Quay đường lại. Ôi sao giờ nó ngồi yên một chỗ rồi kìa. Đâu? Cứ dè nó ngồi yên một chỗ luôn. Ôi kìa. Từ cái kia nó làm cái trò gì, xem nó làm gì. Nó ngồi yên luôn, nó vẫn thào kìa. Ôi, sao nó lại ngồi đấy? Nó ngồi yên một chỗ rồi nhỉ. Phải đâu, anh nghĩ là nó bị làm sao rồi ấy, thì nó mới ra ngoài này chứ làm sao nó đứng ra ngoài này. Mỗi lần nó có đi ra ngoài này một mình bao giờ đâu. Ôi, anh bố em đi về đi. Em sợ quá, vụ nó đi về cơ, có Sáu ở đây mà bây giờ đi về nữa. Ừ, nó tự dưng nó người thân thờ nó, nay nó múa mà nhỉ. Ở xung quanh đây hoang quá mù lắm. Sao nhỉ? Anh bố ra. Hả? Đi về đi, ở xung quanh đây hoang vu lắm kìa. Anh ơi. Ở đây nó lạnh lạnh tí. Sợ chưa, nhưng mà nếu mà ở đây sợ lắm. Đúng rồi. Sợ cái gì, tỉnh tinh đấy xem thằng Sáu nó như thế nào đó, mình mới bắt thằng Sáu nó về nữa chứ. Ở đấy nó có nổ cái ốc của gì ấy. Không có gì lạnh lạnh nè. Úi dồi ôi. Bốn ơi, anh Bốn ôm bà dê đi, cho nó lạnh. Vậy hả? Mình ngộ à, con này chỉ đang gì gây chấn ở đây mà thằng Sáu đang bị nguy hiểm như vậy mà cứ ở mà vớ vá vẫn. Không sao đâu, ốc bà dê đi. Ôi dồi ôi. Ôi sao cái này nó cứ ngồi yên một chỗ vậy là thế nào nhỉ? Nay nó múa mà. Ừ. Sao nó múa tiếp nó nhỉ? Bảo thôi đấy. Hay nó múa mệt rồi nhỉ? Ủa, múa không múa thôi. Sao cái này nó cứ ngồi yên thế? Ở đây kìa bố. Ở đó. Em không biết đây rồi. Nó chạy về rồi à? Về rồi à? Nhưng nó sợ nó đi về rồi, nãy nó về không sợ mà. Này. Thế em cũng đi về đấy. Ủa, cái này ở đây, nó có nhiều người ở đây mà lại còn về đấy. Ta đi về cô. Ui, thằng Sáu nó đâu có nhận cái gì rồi, nó làm gì kia? Nó làm gì ấy? Nó lại nhảy kia. Nó nhảy cái bốn. Nó nhảy cái bốn. Nó làm sao rồi đấy? Nó phải làm sao rồi, nó mới như thế này. Ừ.
đường đi làm sao? Em biết đường đi làm sao? Mày hỏi nó chứ? Đi chứ? Ê Sáu ơi, mày đi làm sao đấy? Hỏi rồi nó trả lời. Mẹ à, cái là nó ra đi làm sao thì nó trả lời làm sao được? Thì nó phải trả lời thì nó biết làm sao chứ? Thôi, vẫy vẫy vẫy. Đi đi thôi. Anh dọn nhà đi. Thôi đi. Quan trọng là cái này thằng Sáu này nó bị làm sao đây? Lá cờ. Cái gì? Nhìn giật mình. Nhìn cái lá cờ em. Cái này là sao nó lại ngồi trên một chỗ lắm. Làm cái gì kia á. Ui, chất tái này cứ làm sao ôi. Chất tái rộng cái gì mà sợ. Cái gì đến bốt. Ui. Cái gì đây. Ui. Làm sao nó lại như thế rồi nhỉ. Ui, hỏi nó luôn. Đi đi sao hả. Ôi, đúng. Đúng anh ơi. Đúng. Ê, mày làm sao đây. Sao. Mày làm sao đây. Mày làm sao đâu? Mày làm sao đi đi xem nào. Mày làm sao đây? Mày làm sao đây? Hả? Cháu, mày làm sao đây? Cháu ơi, mày làm sao đây? Hả? Anh ơi, đi xuống đất, đi xuống này đi anh ơi. Hả? Cháu, xuống đất xuống này. Xuống đất này đi. Anh ơi, đi xuống đây. Xuống đây đi. Anh ơi, đi xuống đây đi. Xuống đi. Hả? Mày làm sao đây? Mày nói cho anh nghe xem nào. Hả? Mày. Cái gì? Làm sao ấy? Thôi. Mày. Mày gì ấy? Mày ai? Hả? Mày ai? Đánh nó rồi. Làm sao ấy? Chào ông. Hả? Đánh tiếp kia. Hả? Hả? Mày đi xoay. Ơ nó. Sao mày? Sao mày đánh nó? Sao mày đánh nó? Ôi nó ra. Ôi nó ra. Mày đi. Mày rào à. Mày biết tình đánh sao đâu. Mày sao ấy? Mày sao ấy? Mày sao ấy? Mày sao ấy? Đi sao ơi, mày đi sao ơi. Mày làm sao đây? Hả? À. Nó tưởng tượng mày ra đây ban đêm, mày không được cái gì? Sao mày lại ra đây làm gì? Mày chết đi. 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 Cháu ơi! Chết đi! Không! Cái mồm mày! Đừng nói mày! Đừng nói mày! Đừng nói mày! Cháu ơi! Chị lại mày! Đừng nói mày! Cái mồm mày! Mồm mày! Làm sao đây? Mày rút lại! Mày biết chưa? Rút lại đi! Rút lại! Rút lại! Rút lại đấy! Mày đi làm sao đây? Sao? Đứng lại đi sao? Tao lại ngủ rồi! Mày làm sao đây? Sao? Đứng lại mày im đi! Tao có im để mày không ra về đi! Mày ra làm gì? Hả? Đừng đừng lại thế nào? Mày đi giật mày điện sao đây? Bọn này điện sao hết đối nhỉ? Mà sao? Mày điện sao đây? Mày điện sao đây hả? Nó bị ngu tí thôi, đừng đánh nó. Ai nó bị ngu? Nó bị ngu. Mày bị ngu à? Không, mày bị vỡ vậy nhá. Lâu nó ngu tí. Hả? À, vậy là mày điện sao đây? Mày... Sáu ơi, mày ơi! Đừng! 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 Sáu, bình tĩnh lại Sáu ơi! Đừng đánh nhau nữa! Bình tĩnh lại Sáu! Đúng rồi, Sáu ơi! Đừng đánh nữa Sáu ơi! À, anh Bốn ơi! Sao lại đánh nhau nữa đây? Sáu ơi, Bốn ơi! Ôi, Sáu ơi, Bốn ơi! Mày làm gì thằng đấy ơi? Sao nó cứ đòi đánh lại vậy? Mày có thù ăn với thằng đấy hay sao mà đòi đánh thằng đấy? Thằng đấy nó đánh này nhưng mà đánh... Nó đánh nhẹ mà! Sáu, mày đi gió! Bình tĩnh lại xem nào! Sáu ơi! Ôi! Bố ra kia, bỏ ra đi. Sao mày bị sao đây?
Dưới đây nó ai tới nữa. Mày bị sao thế sao? Mày... Nó tóm chặt lắm. Đứng lại xem nào. Mày bị sao đây? Nói đi. Hả? Mày không nói được à? Mày bị sao? Hả? Mày bị sao đây? Em đừng thốt ra cái lời nào. Em cũng đừng nghĩ cái lời nào. Bình thường là anh em ơi. Mày bị sao đây? Sao? Mày bị sao đây? Hả? Hả? Mày bị sao đây? Hả? Mày cứ bị thấm vào cái gì đâu? Mày cứ nói cái gì đâu chứ mày làm sao đây? Ý mày làm sao? Ôi trời ơi! 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 Đừng mày ơi! Ôi trời ơi! Sao? Đứng lại cho nào! Chập à? Hả? Mày làm sao đây hả? Ôi anh bố lại đi! Nó khỏe lắm anh bố nè! Biết là nó khỏe rồi nhưng mà cứ bình tĩnh đã! Nó bóp chặt cái cổ đi! Nào! Mày làm sao đây? Mày tỉnh lại đi. Mày tỉnh lại đi. Sao? Mày đứng đó. Mày. Đừng có đánh nó nữa. Mày đứng sao đây? Đừng đánh nó nữa. Mày ngu quá. Mày tỏi ra đi. Ngu quá. Nó có biết cái gì đâu mà mày đánh nó. Hả? Anh tỏi vào. Nó bị làm sao ấy. Đánh nó tỉnh đi. Nó có biết cái gì đâu mà. Mày bị hâm à? Không, đừng đánh nó. Mày đứng lại nào. Tối ngày mày giờ à? Mày yên yên. Mọi thứ mày cũng dở như vậy mà. Hôm nay mày cũng dở à hả? Mày đi sao ơi? Mày đi sao ơi? Hôm nay mày đánh. Sao tôi anh bỏ anh mày hết tôi rồi. Mày biết lại mà. Lo cho mày á. Mày cứ dở à. Bảy. Mày tính lại đi. Đánh nó nữa. Đánh nó nó có cái gì đâu. Bảy. Mày ơi. Bảy ơi. Sáu ơi dậy đi em ơi. Mày đánh nó làm gì? Hả? Bảy. Hả? Hả? Nó biết cái gì đâu mà mày đánh nó à? Mày bị chập à? Bên chưa này mày không cãi gì nó á? Anh nhìn xem. Là nó ngu rồi. Cái gì đâu? Đi quay về mấy chỗ nào mà lạ lạ quá là nó bị sờ lên vậy đấy. Không phải đâu, con mày nó đi rồi là gì ấy? Mày phải từ từ đó, đừng tính xem tình hình nó như thế nào đó rồi mình đi xem xét được chứ mày cứ lộ ngộ rồi là động thiện là lao đánh nó. Xem xét cái gì? Mày chỉ xem cái đấy hả? Mày ơi! Ai sao ơi, bình tĩnh đi sao? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh lại nhá. Mày này mày cứ bị làm sao ấy, mày đứng nó làm gì sao đấy cháu. Mày đi chập à. Không đánh nhau nữa. Đừng đánh nhau nữa. Sáu ơi, bảy ơi. Bình tĩnh lại đi, chỗ này làm sao ấy. Trời đất ơi, trời đất ơi. Bình tĩnh lại, ôi trời ơi. Hai đứa này bị gió. Cố lên đi, cháu này được rồi. Bảy đứa bỏ nó ra. Anh ơi, bỏ nó ra. Anh ơi, thả ra. Thả ra. Thả ra sao cứ bỏ nhau ra lại ôm vào với nhau đánh nhau thế này. Bỏ ra. Bỏ ra, bỏ ra đây. Vậy thì tháo làm sao? Bỏ ra. Trời đất ơi. Cho nó tháo ra. Cho nó bỏ ra. Đừng đánh nó nữa. Mày ơi. Bỏ ra. Sao ơi. Kéo sao ra đi. Anh ngồi nào. Kéo sao ra. Kéo rồi, không bỏ ra. Ôi, tôi ôm chặt thế. Bỏ ra. Ôm vậy thì thở làm sao đấy. Bỏ ra. Bỏ ra đi. Đừng. Bỏ ra đi thở. Hả? Chúng mày bị làm sao đấy? Tôi đứng nào đánh nhau mà ngộ quá. Hả? Cái gì? Cái gì? Là sao? Anh nhìn xem. Nó mà. Mất trí nữa rồi. Nó có biết cái gì đâu, con này nó có biết cái gì đâu mà mày ngộ à? Nó cứ giật đùng đùng kinh thế. Hả? Nó mất trí rồi đấy, anh nhìn xem. Bây anh làm gì đâu. Trời ơi. Nó làm sao ấy? Ngộ à?
Sáu mày bị làm sao đây Sáu? Mày tính lại cho nào? Mày bị làm sao đây? Bọn này bị chập hết với nhau rồi. Không, tự nhiên cái này nó kêu cái gì? Rồi bọn này bị ngộ rồi. Anh Viên, mày kêu cái gì? Mày kêu cái gì? À! Bỏ ra, bọn này bỏ ra, kéo nó ra đi. Kéo Sáu ra, kéo Sáu ra. Bỏ đi, nó có biết gì đâu. Giữ lấy thằng Sáu đi. Đừng đi lại đây. Mà mình tính lại đi, mình rõ mà. Hả? Hả? Cái này cứ động tí này đánh nhau làm gì? Đây bây giờ anh làm gì anh làm đi. Bình tĩnh để cho nó xem bình tĩnh cho nó như thế nào rồi mình mới mang nó về cho xem. Rồi thì giải quyết chứ được. Mình đánh nó như thế nó còn không lại. Bây giờ mình bình tĩnh thì nó chắc còn sang năm. Ngộ cái này nó đang không hiểu vấn đề, nó đang bị có vấn đề mày hiểu không? Ôi! Bỏ ra! Bỏ đi gì hả? Đưa mà Sáu ra đi anh em ơi! Thôi đưa mà Sáu ra đi! Đưa mà Sáu ra! Sáu ơi! Sáu ơi! Sáu ơi! Sáu ơi! Chập à! Em ơi! Em ơi! Sáu 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 ơi! Em ơi! Sáu ơi! Sáu ơi! Anh ơi! Anh ơi! Đi lại đi! Ôi! Đuổi theo Sáu đi! Đi đi lối đi đâu rồi? Đi hướng nào? Em không lên trên đấy đâu. Đi rồi. Đi chạy hướng nào rồi? Sáu ơi. Sáu ơi. Đi chạy đâu rồi Sáu ơi? Sáu.